em đi đám cưới có mời ca sĩ Chu Vinh về. Cái em mới lại, lúc đó em lại tới đám cưới, cái em mới còn nói ồ ai hát hay quá vậy. Cái bạn em mới chỉ là lại vậy. Dạ, là lúc đó có ấn tượng luôn. Ví dụ như là mỗi lần cãi nhau là đều chia tay vậy. Đòi chủ động đòi chia tay. Trời ơi. Mà có chia không? Em chỉ dạy em chắc cả trăm lần rồi ạ. Mà toàn em đòi chia tay thôi. Dạ đúng rồi, cái thời chú thật là đàn ông. Mà đi chơi về hai đứa giận nhau là vợ em chạy vô nhà khóc, cái cha vợ em chạy ra nói lần nào là dứt câu là em về tới nhà em rồi. Là bỏ chạy rồi đó. Em nhát dữ lắm, em sợ lắm. Quý vị khán giả, em tên là Lê Tấn Lợi, hôm nay em 26 tuổi, em đến từ Long An. Và công việc của em hiện tại là hai vợ chồng đang làm YouTube và bán khô gà. Đây là vợ của em ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quốc Thận. Dạ, dạ, dạ. Cầu chị luôn đi em, chị đi nha. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thu Tần, em sinh năm 1994. Em hiện tại em ở Long An nè. Công việc hiện tại của em là ở nhà nội trợ và buôn bán hàng online. Rồi, bây giờ cho anh hỏi là hai em cùng ở Long An. Vậy anh đoán nha, có phải là hai em là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ cái thời mà đi học, từ cái thời mà ở chuồng tắm mưa, đúng không? Dạ không, ở chuồng tắm mưa là lúc đó chưa gặp đâu. Chưa gặp. Dạ, tụi em quen nhau thì hình như học lớp 11 hay lớp 12 gì ạ. Là 2011 đến nay. Cái lần gặp nhau đầu tiên là ở đâu? Dạ thì cái lần gặp nhau đầu tiên thì hai vợ chồng em thì gặp ở đám cưới. Đám cưới có một người bạn. Sau đó thì em xin số cái thằng bạn em, nhưng mà nó cho số điện thoại. Xong rồi em tối về em nhắn tin. Em nhắn đã đợi tới khúc cuối là cho lộn số điện thoại nhỏ bạn của vợ em. Nhưng mà là em thích Tùng đúng không? Lúc đó em chưa có thích gì hết trơn á. Dạng như thằng bạn em nó bảo là có con nhỏ này là nó thích mày nè. Tức là Tùng thích em trước. Dạ đúng rồi. Không? Lúc đó là bạn em nói là em đi đám cưới đi. Có mời ca sĩ Chu Vinh về. Cái em mới lại, lúc đó em lại tới đám cưới, cái em mới còn nói ôi ai hát hay quá vậy. Cái bạn em mới chỉ là lại vậy. Dạ là lúc đó có ấn tượng luôn à. Vậy hả? Lợi còn nhớ cái bài đó không? Phải xem như hai chúng ta chưa từng gặp, ngày mai lớn nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau rồi thì thôi. Hay quá. Trời ơi. Bạn này là cái giọng bạn mới làm một cái MV mà giọng bạn rất là hay. Rồi sau đó thì như thế nào? Rồi sau đó bạn em mới dẫn đi karaoke. Em nhớ lần đầu là hai đứa đi hát karaoke, mà vô hai đứa bằng tuổi mà còn nít. Lúc đó thì tụi bạn em xưng là bạn này rồi tớ rồi cậu hay này. Còn em vô thẳng vấn đề, em kêu là anh em luôn. Dạ em bảo là anh với em cứ ngồi còi tím nghe em hát. Rồi sau đó thì tình cảm của các em phát triển như thế nào? Thì nói chung là tụi em quen nhau thì nó cũng không có được gần. Tại vì vợ em thì ở Long An, còn em thì ở huyện Châu Thành, cách nhau tới 15 cây số. Nên là gặp nhau thì vợ em thì lâu lâu cúp tiết trốn học xuống chơi với em thôi. Tại vì lúc đó là vợ em đi chiếc xe mắt, còn em là chạy đạp điện. Nên là em vòng lên Long An thì về sợ hết điện đạp chết. Nên là vợ em đi xe máy thì xuống dưới Tàm Hẹp. Trời ơi, mà mỗi một ngày như vậy chạy xe xuống tuốt ở dưới Long An. Dạ, đúng rồi. Là cái tình yêu của em dành cho chồng em là mãnh liệt quá đúng không? Dạ. Cảm giác giống như em thương chồng em hơn là chồng em thương em á. Dạ. Rồi có dịn vào cái điều mà biết làm em thương mình quá cho nên là hay làm nư rồi hay kẹo chớ đồ này cái nỗi dạ cũng có. Ví dụ như là mỗi lần cãi nhau là đều chia tay vậy. Đòi chủ động đòi chia tay. Dạ. Trời ơi. Mà có chia không? Em với vợ em chắc cả trăm lần rồi ạ. Mà toàn em đòi chia tay thôi. Dạ đúng rồi, cái thời chú thật là đàn ông. Nhưng mà các em lúc đó là còn đi học. Vậy thì cái tình yêu nó nảy nở như vậy, rồi gia đình hai bên có biết không? Dạ gia đình lúc đó chưa biết ạ. Cái lúc mà em quen vợ em là có, em nhớ có cái đợt mà đi chơi về hai đứa giận nhau là vợ em chạy vô nhà khóc, cái cha vợ em chạy ra nói lần nào là dứt câu là em về tới nhà em rồi. Là bỏ chạy rồi đó. Em nhát dữ lắm, em sợ lắm. Tức là cha vợ khó tính lắm hả? Không, cha bây giờ thì em sống chung với cha thì cha rất là dễ. Lúc đó là em sợ cha đúng không? Dạ lúc đó thì sợ, tại vì chưa biết mặt cha ra sao nữa mà. Lúc đó là chỉ quen lén lút nít mà. Và sợ cha như vậy thì mỗi lần mà hẹn hò với nhau chắc lén lút đúng không? em kể cho anh Thuận nghe. Lúc là em lần đầu mà hai tụi em mà hẹn hò là hẹn ở Bà Kè. Cái lần đó là em thiệt em ấn tượng, chắc em nhớ tới già luôn á. Bữa ổng đi ngồi Bà Kè xong rồi kiểu như là nói chuyện rồi cái em cũng muốn tập hung. Hai đứa tính chuẩn bị hung, nhắm mắt nhắm môi chuẩn bị hung cái ở sau lưng có ông già. Ông già. Ông già, ông xin ăn. Ông bảo là cô cậu có tiền không cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì đang vô trớn cái cũng ngưng lại chút xíu. Mất trớn. Móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực, cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này em thề luôn. Trời ơi. Trời ơi, rồi hai đứa em mất hướng nhìn nhau rồi. Kiểu như bị đứng hình luôn, em không biết sao mà ổng lại nói như vậy. Cuộc đời trái ngang ghê. Rồi sao bữa đó là ngưng. Về luôn, quê luôn. Mất hứng đúng không? Dạ, quê tèo. Rồi cái tình yêu sâu đậm đến với hai em đó là sau đó là bao lâu? Khoảng
hơn 2 năm á. 2 năm sau? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nói sâu đậm luôn là khoảng thời gian là hai vợ chồng em bán trà sữa ở quán Dĩ Hè. Từ cái lúc mà bán trà sữa với nhau là mới có tình cảm nhiều hơn hả? Cho anh hỏi nè, tụi em còn quá nhỏ nhưng mà đi ra kinh doanh như vậy thì anh muốn biết là nó có nhiều những cái kỷ niệm hay là có nhiều cái vất vả gì không? Dạ nói chung thì cũng có vất vả, nhất là khúc trời mưa, tại mình bán ngoài trời mà đâu có cái gì để che đâu ạ. Thì nếu mà mưa khách tới thì khách bỏ đi về, tụi em vô xe trà sữa trú mưa trong đó. Rồi đến một cái giai đoạn mà anh Lợi này, tôi nhớ có thời gian là ảnh rần ở trên mạng. Đó anh được mệnh danh là hot boy nữa. Hot boy trà sữa, vậy thì có nhiều cô gái đến thì lúc đó làm sao? Em á. Dạ hình như là biết có vợ rồi hay sao nên không có ai để ý tới hết. Trời ơi, tất cả các tài khoản của em là biết mật khẩu hết trơn à. Sẽ xóa hết tất cả những cô gái đẹp. Không bao giờ em nhắn tin được với ai cả. Biết là em cũng làm biến nhắn. Sao anh nói tới chuyện đó mà sao em bức xúc quá vậy Lợi? Nói sao cuộc đời em trái ngang quá vậy? Trời ơi dạ. Đó, coi như em đã bị phong tỏa từ năm em lớp 11 cho tới thời điểm này đúng không? Dạ. Phong tỏa toàn bộ mặc dù mình là hot boy. Bây giờ mình lấy cái móc ra, cái móc mà hai em mở trà sữa. Cho đến khi các em cưới nhau thì là bao nhiêu năm? Gần 3 năm mới cưới. Lúc mở bán đề đường là tới cưới là gần 3 năm. 3 năm. Rồi có con chưa nè? Dạ, nói tới chuyện này thì nó cũng có một cái biến cố. Dạ, hai tụi em thì cũng đã từng có một cặp song sinh. Dạ, nhưng mà vợ em mang thai là khoảng 5 tháng rưỡi. Thì tự nhiên cái bữa đó vợ em đi vệ sinh mà nó bị vỡ ói à. Là em bé đã thò chân ra ngoài rồi nên là không giữ được. Ồ, vậy là mình bị sanh non đúng không ta? Dạ đúng rồi, sanh non ạ. Là bao lâu rồi? Dạ tháng 12 này là đúng 1 năm á. Đúng 1 năm. Nhưng mà bác sĩ có nói lý do tại sao không? Hay là do cái thành bụng của mình nó mỏng rồi bám không được hay sao? Hay là dạ là thành cái thành tử cung của em ngắn quá là không giữ được ạ. Chắc là do sanh đôi nó. Sanh đôi. Dạ đúng rồi nè. Trong cuộc đời em chưa bao giờ mà sợ như cái lúc đó luôn. Tại vì khi mà đưa vợ em lên tới bệnh viện á, thì vào nói chuyện với bác sĩ mới bảo là sanh như thế này thì cái dấu hiệu mà bị băng huyết á. Em nghe tới câu đó là em sụi rồi. Em cái chân em đứng không nổi nữa. Em sợ vợ em mất luôn. Nên là nói tới vợ lúc đó là em rất cực kỳ là khó chịu, rất là buồn. Mà em khóc mà bệnh viện nhìn em dữ lắm. Em khóc rất là nhiều, mẹ em rối về em luôn mà, mẹ vợ em. Mà lúc đó là vợ đang ở trong phòng cấp cứu. Dạ vợ thì đang sanh ở trong, em không biết sanh được hay là không. Tới lúc mà bệnh viện là họ nhắn tin cho mình là Nguyễn Thị Thu Tần đã sanh ra hai bé trai bao nhiêu gram á, rồi sanh lúc mấy giờ, lúc đó em mới nhẹ người. Một tiếng sau bé mới mất. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của em thì như thế nào? Em đã ổn định cả về tinh thần lẫn Dạ em đã ổn định mà đi khám thì bác sĩ nó vẫn có bình thường vẫn khỏe lại rồi Như vậy là khi mà mình biết được rồi thì mình sẽ cẩn thận. Ví dụ như trong trường hợp nếu mà bị đa thai á, tại vì cái tử cung của em nó không chứa nổi. Chứa nổi, nó không có chỗ để cho hai cái thai cùng tồn tại một lúc. Thành ra mình phải tính trước những cái này. Thôi nói chung là anh xin chia sẻ với cái nỗi mất mát của hai vợ chồng em ha. Rồi thôi bây giờ cái chuyện buồn, cái chuyện lắng mình cho nó qua đi ha. Bây giờ mình nói đến cái phần nào để cho nó vui, nó sơm tụ hơn. Tại vì ông này ông rất là hài hước. Bây giờ đến cái phần gọi là khui tật xấu nhau. Em được ưu tiên khui tật xấu của bạn đó. Tật xấu của chồng em là hay lề mề lắm. Mỗi lần em nhờ cái gì á là chậm chạp, mà đợi cái khi em làm xong rồi mới ra không à. Kiếm cớ trốn 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 mà anh đi làm thì xiên dữ lắm, mà ở việc nhà thì nhát lắm mà. Cái em mới nói là sao cái gì anh cũng chờ em kêu em làm dữ rồi em mới làm, đợi nước tới chân mới nhảy không vậy. Cái trả lời với em là nhảy sớm chị cho mỏi chân rồi. Trời cái cũng trả lời dữ lắm, mà. Rồi cái gì nữa còn nè? Gì nữa nè? Trước khi tụi em mà chưa làm YouTube á là mê chơi Liên Quân dữ lắm hả? Mà mỗi lần chơi Liên Quân là thua trận là cọc là la là hét lên hả? Hét dữ lắm mà. Còn nhậu nhẹt bê tha được không? Em không có cho nhây nhậu nhưng mà mỗi lần nhậu là đi lén em không ạ? Trời ơi, một năm em giấu được một lần nè. Trời em đi nhậu được nói vậy chứ em bao giờ đi được đâu. Em đi là chút xíu là ngồi trước cửa rồi đó. Em biết làm gì trước cửa. Không vừa mới vô bàn nhậu cái là bả vô tới. Dạ đúng rồi, sao mà nhanh cực kỳ. Cái số em bộ lắm anh, là em đi nhậu là em chạy ngoài đường hả, làm xong đúng không, em chạy ngoài đường chút xíu là cũng gặp bả. Làm như là đánh mùi em anh. Rồi còn cái gì nữa nè Tần? Còn một cái là đói bụng hay cọc lắm mà. Ai đói bụng? Đói với nóng tính đúng không? Dạ nóng tính. Nhưng mà ăn uống thì có khó khăn không? Em thì thích nấu ăn dữ lắm, nhưng mà chồng em thì thích ăn hủ tiếu gõ. Không có ăn đồ em nấu. Dạ ăn cửa trưa hả? Ăn một cửa trưa còn cửa chiều ăn hủ tiếu gõ. Dạ cửa chiều là phái ăn hủ tiếu gõ. Cái ông đó bán hay cái bà đó bán hay cái cô đó bán? Hay là do nó mê nhỏ bán hủ tiếu gõ. Cái cô đó bán thì thấy chưa, nó gài dính liền cái ông cái cô đó. Cho lãng mạn được không? Lãng mạn thì từ mà lúc quen tới nay là đúng 8 năm.
mà chỉ có lãng mạn là một lần duy nhất à. Cách đây vừa đây là sinh nhật em hồi tháng 10, là tự nhiên mua cho em một con gấu bự thiệt bự, là tự động mua, là tự động kêu người ta đem lại tới nhà, là em không biết gì hết á. Là tới lúc mà cái anh giao hàng em tới nhà em mới biết, là 8 năm trời quen nhau là chỉ có một lần nữa thôi. Đó là một cái bà gấu bông một đó. Dạ đúng rồi. Không tặng một cái gì khác. Dạ không. Nhưng mà mang... có một cọng bông. Dạ không luôn. Nhưng mà em có thích lãng mạn không Tần? Dạ không, em cũng không thích lãng mạn. Thì thôi đúng rồi, thôi khỏi hỏi. Mà em cũng không cần tới ngày tặng quà hay gì, em cũng hồi đó em không có đòi hỏi. Giữ được rồi đúng không? Tại vì em giữ tiền hay em tặng em cũng phải xuất tiền ra hả? Dễ sợ chưa? Phải lấy chơi chắc ghê chưa? Anh chị lấy vợ em chơi chắc ghê không? Giờ phải cảm ơn. Vàng gì hồi đó giờ không đòi quà. Thôi. Rồi. Tật xấu của vợ. Tới em đó lại. Vợ em thì hay ngày xưa là em trên cơ vợ em lắm nha. Là ngày xưa em như ca sĩ em cũng mặc quần tay áo sơ mi em ra đường em ngượng ngượng em lắm. Và hồi đó trên cơ em nói cái gì vợ em cũng nghe sắc đẹp hết. Cái từ ngày mà cái tật lòi cái tật xấu ra là em biết luôn là hay. Em với vợ em mà cãi lộn ở giữa đường á là bà sẽ quát lên. Mà em thì sĩ diện, em thì mới mắc cỡ sợ bà con đồ nhìn là em im. Rồi kể từ ngày đó đôi ta chẳng thấy nhau là vợ em trên cơ em luôn. Mà kèo trên luôn. Kèo trên luôn. Căm ra ngoài đường nó mới gây lộn đúng không? Đúng, trên xe. Chứ ở trong nhà có bao giờ gây lộn không? Nói này quá hay. Ở trong nhà thì chửi lộn nhẹ nhẹ thôi. Dạ thì cũng vài ba câu thì sai này không làm thì anh này sẽ không làm mà ra đường. Ra ngoài đường. Ra đường một cái. Bây giờ anh đi nhậu đúng không? Đi đâu? Rồi xong. Rồi. Tôi đi vô luôn. Đi chạy xe một hơi về nhà. Hoặc là không chịu về nhà. Em mà trứng càng trứng là càng không chịu về nhà. Rồi không lẽ hai đứa ở ngoài đường nguyên đêm. Phải năn nỉ bà nữa không lẽ giờ bỏ mới giữ được. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo có tật xấu gì nữa? Có ghen không? Trời ơi. Trời ơi là tôi biết là ghen dữ lắm rồi. Trùm luôn, vợ em là trùm ghen luôn. Đâu trùm sao đâu, có câu chuyện nào kể nghe không? Bất kỳ ai nhắn tin là đều chửi em. Người không cho ai nhắn em hết trơn á. Nhắn hai hoài là em chặn liền. Chặn, đúng rồi, chặn mà em mắc cỡ với người ta. Chỉ cần giao lưu hai anh em, chỉ cần đứa mặt cười lên cái rồi vô danh sách hạn chế. Bây giờ cái list chặn của em chắc rất là nhiều luôn á, mấy trăm người luôn á. Ai mà rủ đi nhậu em cũng chặn luôn á. Nói chung là qua chương trình này rồi sẽ nhiều người hiểu được cái nỗi khổ của em đúng không? Dạ khổ. Và người ta sẽ bớt giận em là bởi vì cái người chặn không phải là em. Dạ quý vị khán giả thân mến, sau này thì quý vị thấy vợ em la ngoài đường thì bơ đi ăn kem trên cơ lại mới được không? Để lấy lại tốc độ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đi đâu là bà cũng đi theo hết. Dính em như cục 500 vậy đó. Ngay kể cả là sáng này theo em đi xe buýt mà cái chỗ em nắng muốn chết mà không cho em đi là phải ngồi gần em mới chịu, không cho mà ngồi lết qua chỗ kia ngồi nữa. Mà em biết lấy hơi làm gì nữa, mà mấy năm nay chưa đủ hơi hả em? Là đi xe buýt từ dưới Long An lên đây hả? Dạ đúng rồi. Thì sao thiếu hơi em giữ ta, nằm là cái nhủi vô đây nè, biết kiếm gì trong đây nữa. Cái hương á. Nằm là nhủi vô đó, tối là phải nằm lên dây, là nằm xuống cái là gối tao là đưa vô liền. Nhưng mà em đợi ngủ em cũng hất ra hả? Trời ơi dễ sợ không? Cách đây 2 tháng là vợ em 71 cân. Là lúc đó nằm em tưởng đâu bao gạo nằm tay em không. Thiệt luôn á, mới vừa giảm cân được. Cách đây mấy tháng giảm được 10 kg á. Mới cho mặc cái áo này vừa này, thấy không là các con không có đồ để mặc luôn. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Đừng chửi em. Đừng chửi em nữa à. Ủa chửi lắm hả? Nó nạt mình em à, chứ ra ngoài đường bất kỳ ai là không bao giờ nói chuyện lễ phép, rất là ngoan hiền. Mà sao riêng một mình em là chửi. Rồi giờ tới Tân, em mong muốn ông ấy thay đổi điều gì? Dạ là em chỉ mong muốn là bớt đề mề lại, là em nhờ cái gì làm liền. Tại tính của em là em thích là làm xong mà muốn làm gì làm, chứ không có mà chần chờ lâu mà. Ủa nói nghe nè, rồi tụi em xưng hô ở nhà là xưng hô làm sao? Nếu mà vui vẻ thì đúng rồi em kể. vui vẻ thì hai đứa heo ông xã mà nói chuyện tròn ơi heo tròn. Có ngày em kêu nó vậy không à? Làm sao kêu sao? Kêu heo tròn ơi heo tròn. Heo tròn. Uống nước không múc cho nè vậy đó. Lúc mũi điên lên nè đi chỗ khác đó. Vậy đó là không nói, không kêu tên, không kêu gì luôn, nói trọng không luôn. Dạ rồi. Hôm nay ví dụ như nếu như anh với mọi người muốn hai đứa có một chút gì đó thể hiện tình cảm với nhau á, thì cái mà mặn nồng nhất đó là thể hiện như thế nào? Em hay ôm vợ em, giờ ôm chứ sao ta? Em hay heo to không? Heo to. Anh không dạy em cái ha. Trời đất ơi, thấy thương ghê không? Dễ thương quá. Ừ. Xì tin hết sức luôn vậy đó. Thực sự hai đứa, trời ơi đúng là thanh mai trúc mã. 8 năm trời. Dạ. 8 năm trời tụi em đồng hành với nhau. Sau đó thì làm ăn bươn chải ha. Dạ. Rồi trải qua biến cố. Dạ. Đau buồn đó, rồi bây giờ thì là hai đứa chung tay để mà gọi là xây dựng cái tương lai. Dạ. Sắp tới thì cũng biết nói cái gì hơn, chỉ mong tụi em là sẽ đạt được cái ước muốn của mình, đó là sẽ có một em bé đúng không, để dư cửa vô nhà. Mụ chúc cho hai em đi.
Trời, sẵn sàng. Nhớ một đứa nói thôi chung nha, là chúc sẵn một sàng đứa thôi ha. Trước khi tạm biệt các em thì anh Thuận chúc cho vợ chồng của Lợi và Tần ha, cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn, và đặc biệt là qua năm sau sẽ có tin vui và cuối năm sau sẽ có một em bé xuất hiện trong gia đình hai em. Cảm ơn. Một em bé thôi nha. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Chào chị Vân, em chào anh Tuyên, em chào khán giả của vợ chồng Son. Em tên là Huỳnh Hồng Trang, năm nay 28 tuổi. Em hiện đang là sinh viên dược tại Mỹ. Wow. Ồ, em vẫn còn đang đi học ở bên Mỹ. Dạ. Ủa rồi, em về đây khi nào? Dạ, em mới về 2 ngày. Về đúng qua chương trình này? Dạ. Ủa vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Bạn chồng thì sao? Đừng nói là bên đó luôn nha. Bạn chồng giới thiệu luôn rồi, cảm ơn lượt luôn nè. Dạ, xin chào quý học tiên, chào chị Hồng Vân, em tên là Nguyễn Đăng Thịnh. Năm nay em 31 tuổi. Thì hiện tại em đang là luật sư bên Mỹ. Wow. Dạ. Trời ơi, vậy đó hả? Luật sư trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn hả? Trời ơi, tụi em ở bang nào? Dạ, tụi em đang ở bang Texas chị. À, Texas. Dạ. Trời ơi, tức là tụi em về được 2 ngày nay rồi. Dạ đúng rồi. Chị mới về đêm qua. Dạ bây giờ chị. Dạ, em thì ở dưới mới lên. Đang... Cũng là đi Mỹ nhưng là Mỹ Tho. Thật sự là bây giờ chị đang trái giờ á. Chị đi Anna, thành ra là về là nó là 11:45. Dạ. Lấy đồ, lấy đạc, lục đà lục đục, coi như là tới 4 giờ sáng ngủ không được là không được. Hôm nay đi quay luôn á. Bởi vì bây giờ cười vậy thôi chứ trong lòng ngủ rồi đó. Em lúc nãy quay có nói rồi, Tiên ơi tranh thủ chị buồn ngủ lắm rồi Tiên ơi. Rồi. Mà đã quá, đi Mỹ sướng à. Em thèm được một lần hết cái không khí bên Mỹ mà chưa được cảm giác. Luật sư viết thư mời luôn, luật sư viết thư mời nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên đi qua bên đó để làm luật. Ở Mỹ thì nó có cái hay với là cái vui riêng, nhưng mà ở Việt Nam nó cũng có hay với là cái vui riêng. Đâu cũng vậy rồi. Ủa, hai đứa rồi em hỏi đi. Em hỏi ha. Ừ, này là dành cho em đó, bởi vì em rất là muốn tìm hiểu những bạn trẻ mà đang ở Mỹ như thế rồi, nào. Rồi, đợt này là về mình về được bao lâu? Là về mục đích để quay chương trình thôi hay là về thăm gia đình bà con dòng họ ở đây luôn em? Lần đây thì em về được khoảng gần 3 tuần. À. Thì một trong những lý do mà em về là cũng quay chương trình. Và cái lý do thứ hai là em có mở một công ty ở bên Việt Nam. Mở thêm một công ty bên Việt Nam để ngày 24 tháng 7 này là ngày mình sẽ khai trương cái công ty này ở bên Việt Nam. Là công ty luật hả cưng? Dạ, công ty này thì là công ty có luật sư với lại CPA, là mình sẽ dành cho những doanh nghiệp ở Việt Nam muốn có cơ hội phát triển ở bên Mỹ thì tụi em sẽ giúp họ. Thì giống như là công ty này của em thì có thể là giúp những công ty Việt Nam phát triển hơn ở bên Mỹ, và cũng như là cho mọi người có cơ hội đầu tư cũng như là có tài sản ở bên Mỹ. Tuyệt vời. Vậy mà không chịu nói lớn lên, nói nhỏ quá. Em cứ việc nói lớn lên. Dạ. Không, thực sự thì thay mặt những nhà đầu tư sắp tới có cơ hội được cộng tác với em, có cơ hội được đi qua bên Mỹ, gửi lời cảm ơn em, và cũng như là thay mặt chương trình Vợ Chồng Son cũng như tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son gửi lời cảm ơn hai vợ chồng đã từ bên Mỹ lặn lội bay về đây để mà cùng tham gia chương trình, thật là rất là quý luôn. Đúng cảm rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Để chia sẻ gọi là cái tình yêu của tụi em như thế nào. Thôi bây giờ về đi, đâu hai đứa kể cho anh chị với lại quý vị khán giả nghe là tụi em gặp nhau trong trường hợp nào, và cái cảm xúc khi mà hai đứa gặp nhau á, có thích liền không, có yêu liền không, hay là ghét nhau, hay là như thế nào? Cái này chắc để vợ em kể chắc hay hơn em. Nhường vợ không à? Dạ thì ảnh là em quen ảnh. Lớn đi. Thì em quen ảnh là qua Facebook. Ảnh nhắn tin. Lúc đầu thì ảnh rất là lịch sự, nhắn tin kiểu chỉ hỏi về việc học, hỏi cái trường em đang học, nói là ảnh là du học sinh. Ở bên đây có một mình à, thì khó khăn, rồi không có người thân, không có ai hết. Chỉ có một người anh đi học chung. Thì ảnh muốn biết thông tin về cái trường của em đang học. Thì lúc đầu là chỉ nhắn như vậy thôi. Rồi bẵng khoảng một tuần sau, cái ảnh cũng vô hỏi thăm tiếp. Hỏi thăm tiếp thì em trả lời là tại vì em thấy lúc nào cũng xưng bạn hết, không phải như mấy cái kiểu mà vô chỉ muốn làm quen hay gì. Thì em mới trả lời lại là cho thông tin này nọ. Rồi lúc đầu nói chuyện là chỉ giống như là rủ nhau có gì đi học bài hay là gì đó. Lên chiến lược liền. Nhưng mà cái lúc mà em nhìn hình đại diện của ảnh ở Facebook á, thì em có cảm tình không? Em nhìn cái khuôn mặt đó em có cảm tình không?
Không có luôn á hả? Dạ không. Ủa rồi em sao em có thông tin của bạn này để mà em chủ động em liên lạc? Thì là em add Facebook. Thật sự em add Facebook cũng lâu rồi nhưng mà em không có message. Mà cũng chia sẻ thêm là hồi đó thì em qua Mỹ, là em qua Mỹ theo dạng du học sinh. À. Em qua Mỹ theo dạng du học sinh. Thì nói chung thì nó cũng có nhiều cái định kiến là du học sinh qua ở lại này nọ. Thì nếu mà với lại giống như vậy em chia sẻ là nếu như mà mình quan trọng á, cái lý do mà mình tại sao mà em nhắn tin vợ em là hỏi chuyện học, tại vì trước giờ là em là một người rất là thích học. Bởi vậy khi mà em nhắn tin á thì mình cũng một cái cách mà mình nhắn tin cũng thể hiện được là cái đối tượng nó có phù hợp với mình hay không. À. Nhưng mà khoan, để chị hỏi chi tiết này nè. Dạ. Tức là em thích học là một chuyện, còn em chọn bạn này để em nhắn tin cái việc này lại là một chuyện khác. Không. Cho nên chắc chắn là khi em nhìn hình đại diện của bạn này Facebook là em có cảm tình với bạn này thì em mới phải làm cái việc đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì em là người thích học mà, cho em đâu có mất thời gian vào những cái chuyện mà không phải là học hành. Dạ. Nếu như em không để ý đối tượng này, đúng không? Đúng. Có nghĩa là hai người này á, là một người là có cảm tình với người này trước, nhưng dạ, người này á, thì không có cảm tình với người này, mà trả lời là vì lòng thương thôi, vì cái sự trắc ẩn thôi, em hiểu không? Đó, em hỏi tiếp em đang thắc mắc là chắc là kết bạn trên Facebook là vô tình mới biết nhau thôi đúng không? Hay không là phải là vô tình, không phải là vô tình. Thật sự là em cũng để ý rồi. Bạn này là để ý bạn này, yeah, đó, để ý bạn này, xong mới kiếm cớ suy nghĩ, học nhiều á, suy nghĩ rất là giỏi, tức là suy nghĩ là mình phải kiếm cớ một cái gì liên quan đến học. Đúng nãy là nó lên chiến lược liền đó. Để bạn này mà trả lời những cái gì liên quan đến học là bạn này sẽ đánh giá là xem bạn này á là có gọi là đúng cái gu của mình hay không, đúng là những cái người con gái mà mình tìm kiếm hay không, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, vâng. Rồi dạ, cuối cùng thì sao nè? Bạn này cứ tán tỉnh em liên tục như vậy hả? Dạ không, nói chung là lúc đầu em nghĩ là ảnh chắc nhiều khi không có thích con gái. Ủa? Tại vì cái gu của ảnh hồi đó nó lạ lắm. Ủa là cái sao giao em diện, cái giao diện hình ảnh đại diện nó hơi lạ tí. Nó sao em? Nó trắng mà nó ốm, mà nói chung là giống như là nhìn yếu đuối lắm chị, kiểu công tử mà không có men. Biết luôn được, nhờ cái đó em mới tiếp cận được á, thấy an toàn. Thì đó cũng là một trong những chiến lược của mình đó. Đúng rồi. Bây giờ vẫn trắng mà. Dạ. Trắng mà lại hồng nữa. Đúng rồi, trong những chiến lược của nhưng mình mà, đó. Ừ. Nhưng mà em bây giờ em có thể khẳng định là bạn này hoàn toàn là rất rất là men đúng không? Dạ, hai đứa. Bây giờ mai mốt em nhớ nha Tuyên, đừng bao giờ đánh giá con người ta qua nước da hết trơn. Hiểu không? Dạ. Người ta đàn ông ta có quyền trắng, có quyền hồng chứ. Mắc dạ, mới gì mà cứ hồng cứ trắng là người ta đúng rồi. Yếu đuối, đúng không cưng? Dạ. Mà bị lọt chồng liền. Rồi xong, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Dạ. Rồi ảnh cua em bằng cách nào nữa? Xong rồi ảnh có hẹn, lúc đầu là ảnh nói với em là chắc bữa nào hôm nào mình hẹn ra cái quán nước hay gì đó làm bài, kiểu Starbucks hay gì đó mình làm bài. Thì lúc đó em nhận lời, nhưng mà nhận lời theo kiểu chỉ lịch sự thôi. Xong rồi sau đó ảnh nhắn tiếp thì ảnh có hẹn em là sau khi đi làm tan ca thì mình đi ăn cái gì đó hay đi xem phim. Xong rồi em cũng nhận lời, nhưng mà thật sự luôn là em quên mất tiêu em nhận lời. Em nhận rồi em cũng dạ, bỏ qua một bên vậy đó. Dạ. Đúng không? Nhận cho có. Ừ. Dạ. Em xin về leo cây rồi anh. Dạ. Em xin leo cây. Thì hôm đó là em đang giống như là đóng cửa tiệm, thì lúc đó là khoảng 7 giờ rưỡi là đóng cửa. Ảnh hẹn là 8 giờ thì em định là đóng cửa em đi về rồi. Ừ. Tại vì em thật sự không nhớ luôn. Cái tự nhiên có một cái anh nào đó ốm ốm mà trắng trắng rồi tóc thì nâu vàng gì đó, xong rồi bước vào hỏi em chứ ở đây da mặt của anh có cần xài kem gì không em? Trong đầu em ủa là thấy... sao là em ăn ở tiệm gì? Em đang cái tiệm đó lúc giống như em đi làm thêm. Ừ, như đi học, ừ, đi cuối học dạ, thêm, dạ. Xong là tiệm gì tiệm nè? Mỹ phẩm The Face Shop của ở bên Mỹ. Oh, yeah. Có nghĩa là bạn này đi vô tiệm mỹ phẩm, yeah, để hỏi là da mặt của anh có cần bổ sung gì không? Hẹn xong rồi tìm tới nơi luôn. Yeah. Đúng rồi, anh nói là tìm nơi chính xác. Hẹn xong rồi tìm tới nơi. Đó, chủ động vậy luôn. Yeah. Rồi sao em? Em tại sao vậy? Tại sao em chờ điểm hẹn mà em phải phóng đến luôn vậy? Không, thì là tính của em á, là em thường là em hẹn bạn gái á, là em hay đi tới sớm khoảng trước 10 phút 20 phút, thì là mình cũng coi là bạn đó thí dụ ở trên Facebook để là làm ở đâu này nọ, thì là ở vòng vòng Houston thì nó chỉ có vài tiệm vậy thôi. Ừ. Thì mình cũng đoán là bạn đó làm ở đâu rồi. Ừ. Thì mình hẹn ở đó, mà mình không nhất thiết là hẹn có địa điểm, thì mình muốn gọi là một trong những chiến lược của mình là mình phải tạo surprise. mình phải tạo bất ngờ. Ừ. Đó. Chứ giờ mà mình không nhưng mà em có ngạc nhiên không khi mà em bước vô đó bạn không nhận ra em luôn? Đúng rồi, thật sự là bạn không nhận ra em luôn, đúng không? Em có ngạc nhiên không? Em sao em có tự ngạc nhiên với cái điều đó hay không?
phản ứng của mình là xong rồi lúc đó em mới nói là ủa em có hẹn với anh mà ở lòng em có hẹn với anh mà em quên rồi hả? Xong rồi bạn đó mới lại sực nhớ ra là có hẹn với em, tại vì lúc đó là bạn nó tính về đi về luôn, là không có hẹn gì luôn, đó là nếu như mà em tới đúng giờ hoặc là em tới trễ hơn 5 phút là coi như là em không có ai luôn. Nhưng mà em đã vô chồng hết là dễ gì thoát được anh đúng không? Đúng rồi, anh đứng đầu tiên. cũng phải rất là mình tới trước rồi, xong là mình cũng khá là gian nan phải điều tra. Sau cuộc hẹn đó thì tiếp tục là mình đi ăn uống. Bây giờ mình phải hỏi bạn này nè, rồi khi mà cái bạn này vô em không có nhận ra luôn. Dạ. Rồi đến lúc mà bạn xưng danh xưng tánh là ở như vậy đó thì em cái lúc đó em sao? Lúc đó giống như là em bị đứng hình. Đứng hình 30 giây. Cái người thật với cái mà ở trên Facebook mà em tưởng tượng thì có giống nhau không hay là ở ngoài men hơn. Ở ngoài đẹp trai men hơn. Ừ. Dạ. Thì lúc đó em lại không nhớ hẹn với ảnh nên em hẹn với bạn em đi ăn kem. Thì bạn em nhắn tới là ồ bạn em tới chỗ rồi. Em có tới chưa? Thì lúc đó em vừa trả lời là em chuẩn bị đóng cửa, em chuẩn bị tới, thì anh này bước vào thì em hơi quạo tại vì mình đã sắp xếp đóng cửa rồi, mình tưởng là khách. Cái em mới hỏi giống như tiếp là ồ anh cần mua cái gì thế này thế kia. Xong rồi ảnh nói hồi cái ảnh hỏi em chứ ủa em chứ em không nhận ra anh luôn hả? Lúc đó em mới bắt đầu suy nghĩ. Đúng rồi, là con sông quê ha. Quá quê luôn. Quá quê luôn. Thấy thường quá. Rồi xong sao nữa cưng? Thì xong rồi ảnh mới nói là ảnh là người đó như vậy thì em thấy tội nghiệp nên là em mới hồi bạn em. Em nói là em bận rồi thì em mới đi với ảnh. Có cái vụ hồi á là biết là khi mà gặp mặt ở ngoài á là thấy sao xuyến rồi đó, cũng chấp nhận chút xíu rồi đó, sao xuyến rồi, tại vì là đẹp trai hơn nè, men hơn nè, là dám cancel với người bạn của mình á. Chứ còn thường nếu mà không á là sao vậy anh đi ăn kem với em luôn đi. Ha, tại em có hẹn nhỏ bạn thì thôi giờ đến đi luôn đi, đúng không em? Tâm lý phụ nữ là vậy đó. Em lúc đó em có biết cái tâm lý đó không? Không. Không hả? Trời ơi, thật sự không biết luôn. Phải mà em biết cái là em sẽ tự tin dũng mãnh hơn rất nhiều luôn á. Vậy giờ nhỏ bạn đó có em biết bị leo cây vụ đó chưa? Dạ biết. Bây giờ biết. Phát cái số này lên mới biết. Đó, rồi sao xong hai đứa đi đâu? Bữa dạ. Đó là đi đâu? Hôm đó thì ảnh nói em là thôi em chọn đi. Hôm nay em cứ chọn. Thì em cũng ngại túi tiền của ảnh, tại vì em nghe ảnh giống như là chỉ có một mình chắc cũng khó khăn. Thì em chọn một cái tiệm sushi mà ở bên đó nói chung là không quá đắt. Đi ăn chỗ đó, vô ăn cái ảnh kêu nó là giống như nó một tờ giấy, chị ghi bao nhiêu con số trong đó chị order. Cái nào anh cũng gạch số 1111 hết từ đầu cho tới cuối, đem ra nguyên một bàn ăn không hết. Em mới nghĩ là ủa anh đói lắm mà sao anh kêu nhiều quá vậy. Anh mới nói là không, tại anh thấy em chắc đói mà anh không biết ăn ở đây ăn cái gì ngon nên anh kêu hết cho em ăn. Trời ơi, cái bữa đó có bill trả nhiều em? Nói chung thì bạn gái vợ em thì chọn nói chung cái tiệm cũng không đắt lắm, cũng không có nhiều, thật sự không có nhiều. Nói đi thì giờ chị hỏi thì cứ nói đi nhiêu. Chắc trên dưới cũng cũng 200 mấy. 200 mấy đồng á hả? 200 mấy đồng. 200 mấy là tính là mình 5 triệu, 6 triệu rồi đó em. Rồi, ghé sushi anh Di Cá của em. Ăn không được 1 triệu bạc. Thấy chưa nè, đó về cái đó. Bởi vậy tao nói ở đâu quê nhà vẫn hơn là vậy đó. Đến sushi anh Di Cá. Ngày mai anh mời hai đứa qua quán anh ạ. Tối nay luôn. Quay xong qua liền luôn. Anh mời may luôn. Mà thiệt. Em lấy được vợ đó. Coi như là kỷ niệm cái ngày hai đứa lần đầu tiên ăn sushi, anh mời qua quán sushi anh Di Cá của anh ăn. Đúng rồi, nhân dịp vợ chồng son mới quay. Tối nay cho anh quay xong 8 giờ hẹn bên đó luôn. Thiệt nha. Trời hay luôn á. Hơn đó nha, chứ không cái số vốn bỏ ra là 6 triệu bạc đó mà không lấy được nhỏ này là coi như uổng dữ lắm luôn á. Lý do mà giờ em chọn cái tiệm mà nó cũng rẻ, thật sự là cũng rẻ, là hồi đó mình mới qua, mình đâu biết nhiều tiếng Anh đâu, mình du học sinh, mình qua mình không biết tiếng Anh, mà giờ em lúc đó là giỏi tiếng Anh. Thì thật sự mà nói lúc mà tụi em mà trao đổi á là em nói tiếng Việt, giờ em nói tiếng Anh. Thì lúc mà giờ em hỏi á là gia đình em, ba em làm nghề gì, thì hồi đó mình biết có vài chữ à, mình chỉ biết là worker, farmer, mình biết có hai chữ à. Mình nghĩ không lẽ giờ ba mình làm farmer thì không, hình như là cũng không có đúng cho lắm. Thôi chắc ba mình làm worker đi, worker là chính là công nhân. Thì giống như là vợ em là tưởng em là sinh viên nghèo vừa khó. Khó khăn rồi xong mới chọn cái tiệm đó. Thì cũng vui, tại vì hồi đó mình tiếng Anh, thật sự tiếng Anh mình không biết nhiều. Một người phụ nữ mà biết nghĩ cho một người bạn chơi gì hết vậy là quá tốt rồi. Chứ có nhiều người khác thì ăn cho đã cái nư đi thì tính tiếp cũng có. Dạ bé vậy hay không, nhưng mà mấy bạn mà đi học ở bên kia, nếu mà những bạn nào mà thực sự mà đi học á mà có chí á là thường mấy bạn rất biết suy nghĩ luôn á, có nghĩa là luôn luôn sẽ làm sao để mà vừa được cái túi tiền. Mà mấy bạn nó hay lắm nha, thực sự những cái quán rẻ nhưng mà không hề dở.
Dạ. Chỉ có mấy bạn tìm được thôi, chứ còn những người lớn khác còn không tìm được. Nó lạ lùng vậy đó. Đúng rồi chị. Sinh viên ở bển mấy bạn giỏi lắm. Dạ đúng rồi. Nói chung là lúc đó tại vì ảnh cũng chia sẻ khá là tội nghiệp. Ảnh cứ nói là ba ảnh là công nhân, mẹ anh thì nội trợ thôi. Nhưng mà ước mơ của anh đi học Mỹ, nên là ba lúc đó định là nếu không có tiền chắc là thuế chấp luôn nhà để cho con đi. Xong rồi đúng gu làm của công em. Nhân á em, cái tiền nhà cũng thế chấp cũng đủ để đi du học em đâu. Có đó chiêu luôn đúng không? Không không, thật sự thì thật sự cái từ công nhân á là lúc đó em không biết tiếng Anh nhiều, sao em nói công nhân. Nhưng mà lúc đó thì gia đình cũng kinh doanh, nhưng mà thật sự mà để mà nói, tại vì cái thời mà em đi là lúc đó cũng phải mười mấy năm trước rồi, mà để mà thật sự mà để mà em có thể đủ khả năng em đi đó, cái tình trạng như lúc đó đó thì là nói chung là ba mẹ cũng tính là thế chấp nhà này nọ để cho em đi du học. Đúng thật sự, rồi thật sự. Nhưng mà ở đây chị đừng nói bé đó, như là mình phải suy luận ra, nếu mà thực sự làm công nhân á thì có thế chấp nhà thời điểm đó cũng không thể nào đủ để đi du học được. Cái vấn đề là như vậy. Đó. Tại vì em cũng không rành Việt Nam nên là anh nói. Ủa, vậy là bé này là sanh ra bên Mỹ em hả? Em ở bên đó luôn hả? Em ở bên đó hồi lúc 8 tuổi, lúc nhỏ. Biết sao không? Hai chồng á, mà đứa mà ra dược á, học xong dược nó ra dược ha, làm rồi bên đây luật sư, ta nói tiền, ta nói nè cái sao này nó làm sao là tụi nó y chang vậy luôn á, như sao vậy đó, thiệt luôn á. Ừ thôi, nhưng mà chúc mừng hai đứa đó, là xứng vợ xứng chồng ha, có tướng phu thê ha. Đó rồi, như vậy thôi bây giờ em hỏi tiếp đi, sau đó thì là bao nhiêu lâu chính thức quen nhau, sau cái bữa sushi 200 đô, 200 mấy chục đô á, 200 mấy chục đô, tức là chạy ra là gần 6 triệu Việt Nam đồng đó. Dạ. Là bao nhiêu lâu thì quen chính thức? Chắc cũng khoảng 4 tháng chị, khoảng cũng phải 4 tháng. Cái thời mà em quen chính thức á là lúc mà em hỏi vợ em á là ước mơ của vợ em là thích đi đâu. Xong rồi vợ em hồi đó vợ em nói là vợ em thích đi New York, mà để mà đếm cái quả cầu mà nó countdown á chị. Thì em hứa vợ em là cái ngày mà em hỏi vợ em là bạn gái á thì em sẽ cho vợ em đi cái quả cầu khao nào đó. Thì em cũng thực hiện đúng lời hứa là lúc đó tụi em quen với nhau là hồi tháng 8, xong rồi tụi em đi khao đao ở trên thành phố New York á là tháng 12, thì là 4 tháng sau là tụi em đi. Là khoảng 4 tháng. Hôm đó là tỏ lời yêu nhau luôn đó đúng không? Có làm bạn gái em hay là bạn gái anh nghe hay như thế nào đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bữa đó lãng mạn không bé? Rồi lý do tại sao em lại chấp nhận cái lời tỏ tình của ảnh? Nói thật nghe nó rất là lãng mạn, nhưng mà bữa đó nó hơi bị lãng xẹt. Tại vì mình tưởng tượng là nó rất là cái gì đó mà long lanh lấp lánh khi mà mình đếm ngược New Year rồi ở New York. Nhưng mà lúc đó lạnh rung lạnh teo mà người thì đông đúc, phải hai vợ chồng phải chui vô cái quán cà phê đứng đó, xong rồi nhìn trái banh nó chạy tới chạy lui. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà em rất là vui tại vì lúc đó là em mới thấy được cái sự chân thành của ảnh. Tại vì lúc đó em nghe hoàn cảnh của ảnh không phải là khá giả hay cái gì đó, nhưng mà ảnh giống như là ảnh có ít nhưng mà ảnh có thể chấp nhận cho em tất cả. Tức là sinh viên du học sinh bên bển mà đưa được bạn gái đi New York là cũng cả vấn đề. Đúng rồi, tại vì phải bay máy bay đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đó, máy bay bên Mỹ mà trong nội địa không hề rẻ nha em. Có những nơi ví dụ như mình đi, ví dụ nhau đây đi, anh đi từ Cali em qua bên Houston hoặc Texas á, là cái số tiền á là nó cũng bằng em gần như là từ Việt Nam bay qua Mỹ á. Ôi cao dữ vậy hả? Thiệt, nếu mà em đi đúng không cưng? Đúng cái thời điểm, là nhiều khi là mắc như vậy luôn đó. Tùy thời điểm đó, cho nên là thời điểm Tết á em ta đi chơi nhiều đó. Vậy mà du học sinh mà có tiền đưa bạn gái đi chơi nè, chịu chơi lãng mạn. mình phải suy nghĩ chứ. Không, em phải chịu chơi lắm mới làm được điều đó. Anh nói là ảnh dành dụm hết cái tiết kiệm của ảnh để anh đưa em đi lúc đó. Không bao giờ đủ hết trơn. Như học sinh đi học thì sao, ở đâu ra tiền tiết kiệm. Nhiều khi em lúc đó là em đã vừa đi học vừa đi làm rồi hả? Dạ không, em không có đi làm. Không có đi làm, đi học thôi. Dạ đi học thôi. Là tiền ba mẹ bên này gửi qua. Dạ. Thì đó. Dạ. Thì nói chung thì hồi đó là gia đình em là đó giờ là làm kinh doanh rồi. Dạ. Thì tại vì cái từ mà nói là mình làm công nhân là vậy, không biết tiếng Anh. Dạ thôi anh cứ đính chính hoài anh bạn. Thời điểm đó ba mẹ biết chắc ba mẹ cũng buồn lắm. nhưng mà chị hỏi nè, em á thực sự á chị nghĩ á, mặc dù em cho em chị chưa có biết nhiều về em. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là thứ nhất em là cái người mà rất là hiếu học á, tức là em thích học, với thời gian của em không có để phí hoài trong những cái chuyện gọi là không đáng để cho em phải quan tâm á. Dạ. Thì tại sao mà em có thể gọi là rất là gentleman trong một cái kiểu mà của gọi là những gã lãng tử đó em không? Cái kiểu mà có thể mình có thể nghĩ ra được những cái mà gọi là
rất là bad boy vậy ta, sao lạ vậy ta, không có, chị nói nghiêm túc đó. Tại vì thường những cái bạn, tại vì chị gặp rất nhiều cặp vợ chồng á, thì những cái bạn mà học giỏi ha, nghĩ đến việc học thôi á, là thường các bạn rất là khờ trong cái chuyện tình cảm, mà thường là bị con gái cua không à. Tức là bà vợ sẽ cua cái ông chồng đó, chứ còn ông chồng nó là không có chiến lược gì để cua. Em thấy bạn này cũng khá là tinh tế đó nha. Thì bởi vậy chị mới nói là, là sao vậy, em học trong phim ảnh hay là cha truyền lại hay là như thế nào? Chắc là cha truyền con nói đó chị. Cha truyền con nói. Chắc là cha truyền con nói đó chị. Ba cũng đẳng cấp dữ à. Đó, cho nên cái cách thức của em nó rất là, nó rất là sao chị không biết nói thì sao luôn á. Em cảm giác đã tìm được cái tình yêu của mình rồi, là bằng mọi cách bạn đó phải giữ lấy nó, là phải bắt đầu lên chiến lược giống như nãy giờ em nói, phải đi từng bước một và rất là chịu chơi. Thiệt chứ bộ, rất là chịu chơi luôn á, chứ không có đơn giản đâu. Không phải em mà những lúc như vậy về có bị cảm giác bị sót không? Sót tiền á, ngày mai mình phải không, có như mình phải coi như là một cái đầu tư đi anh. Đầu tư có lãi. Bây giờ lãi lớn quá rồi. Lãi quá lớn rồi. Chứ đi gót ở cái thời điểm đó đó, rất là phức tạp luôn á. Chị nói thiệt, với một cái người mà chúng là học sinh mà mình đang cái nước Mỹ nó rộng khủng khiếp, nó rộng lớn lắm luôn á. Mà đi New York, chị nói thiệt với em, mà nhất là cái thời điểm mà năm giao thừa đó, là một biển người như vậy ha. Rồi máy bay, rồi cái đi máy bay bên đó, hoặc là em đi tàu, ba mẹ gánh còng lưng. Mà bạn này bạn hay thiệt á, công nhận á ha. Rồi sau đó là 4 tháng là quen, là coi như người ấy đã nhận lời yêu của em. Khoảng 4 tháng là người ấy, là bắt đầu bạn trai bạn gái chị Hồng không? Rồi sau đó em có đến no hô đâu. Em hỏi hung luôn hả? Hỏi luôn đi chị. Tôi trả lời anh luôn đi. Nụ hôn đầu mà hai bạn trao cho nhau á là trong một cái hoàn cảnh, một cái tình huống như thế nào? Dạ, sau thời gian là bao lâu sau cái chuyến? Sau khoảng thời gian bao lâu nữa? Hay là ngay bữa đó luôn? Câu này chắc giờ em trả lời đi ha. Tại anh quên hả? Thì nói chung là tụi em chắc nụ hôn đầu là chắc ở trên New York rồi. Là lúc mà tỏ tình là bạn trai bạn gái rồi. Dạ. Ngay quán cà phê mà nhìn cái banh chạy qua chạy lại quá. Tại bên đó chuyện nó bình thường đúng không? Dạ, rất là cảm bình thường. Cảm xúc nó dâng lên tới đâu thì mình mừng tới đó thôi. Nhưng mà chị hỏi nè, sau hôm đi về em có đến em gặp gia đình bạn gái để em đặt vấn đề không? Thật sự mà không nói là trước khi mà rủ vợ em đi New York á, là em và ngay cả bố. Ba em luôn, là bố luôn, là cũng qua nhà bạn gái để hỏi gia đình của bạn gái để cho bạn gái được đi New York chung với em. Ủa, có bố ở bên đó nữa hả? Vậy là không? Có là ba của bố em bay qua sao dạng du lịch. Để đầu tiên là em có một đứa em trai nữa, thì là ba của em đi qua để thăm trường của em trai của em. Đồng thời là cũng gặp bạn gái em, rồi vợ em. Đồng thời cũng gặp vợ em, rồi sau đấy thích vợ em. Xong rồi em mới nói với ba là con dự định đi với lại vợ con là lúc đó là đi New York, thì là không biết là mà lúc đó thì nhà của vợ em thì cũng hơi khó. Bởi vậy thì ba em với lại em qua nhà ba vợ em để hỏi đi chơi New York. Giỏi nè, em ở Việt Nam là em ở Sài Gòn hay là em ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Em ở Sài Gòn đúng không? Coi như câu hỏi hồi nãy là chị không hỏi nữa nha. Hỏi làm cách nào mà em có thể là gọi là có những cái chiến lược này kia nọ là coi như chị không hỏi nữa. Tại sao vậy chị? Chị biết rồi, ba chỉ. Ba chỉ đó. Ba chị còn nói đó. Coi như là sau khi câu chuyện như sau, khi mà bắt đầu quen với cô gái này rồi á, thì sẽ khoe với ba. Ba ơi, con quen bé này xinh quá ba ơi, ABCD này kia nọ. Cái đưa hình cho ba coi, cái ba nói trời nhỏ này dễ thương quá, đang học gì con? Học dược. Trời ơi, bé này vậy là học giỏi dữ lắm nè. Đó, con gái mà vừa đẹp vừa học giỏi vậy là trời, ba ưng ghê rồi, hai đứa yêu nhau chưa? Nói dạ con đem tìm hiểu, bạn cũng có vẻ chịu con rồi đó. Nói ồ vậy đó hả, trời ơi vậy là ba thấy được đó, ba ủng hộ đó. Nói ba mà giờ nói là ước mơ đi New York đó ba, vậy sao? Trời ơi thì cho đi chứ tìm sao con phải đưa bạn đi chứ sao. Trời ơi mà giờ đưa làm sao, giờ ba chỗ gia đình bạn khó lắm, để đó cho ba. Ba quay qua, ba bay qua, thế là ba chỉ dẫn đường đi nước bước. Là đầu tiên là mình phải tới nhà mình đặt vấn đề đàng hoàng đúng không, chứ em đâu biết gì đâu, ba chỉ rồi. Dạ đúng rồi. Chính cảm ơn ba hay quá à. Ba quá hay luôn. Chính xác. Chính xác không? Quan này chính xác chị Hồng Vân. Bản như sao đó, em thấy. Ủa sao chị biết gì giống trong gia đình của ba? Thì đó, công nhận không? Chị nói đúng không? Đúng rồi chị Hồng Vân. Bởi vì những cái bạn mà học giỏi á, và bạn cái tập trung bạn học á, là bạn không nghĩ ra những cái mà rất hết sức là đột phá vậy đâu. Chị nói thiệt. Thôi, chúc mừng các bạn.
có một người ba quá là tâm lý luôn. Trời ơi. Vậy bây giờ cuộc sống của ba mẹ là ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình hay là qua bên kia luôn rồi? Có mẹ em thì ở bên Mỹ, còn ba em thì vẫn còn ở Việt Nam, tại vì vẫn còn bận công việc kinh doanh ở Việt Nam nên vẫn còn ở Việt Nam. Dạ. Tại vì ba bây giờ cũng phải điều hành cái công ty sắp sửa. Bây giờ rồi bây giờ hai đứa là quen nhau được bao lâu thì là làm đám cưới? Hôm nay trả lời đi ha. Em nghĩ là gần một năm. Chưa được một năm đúng không? Chưa được một năm. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? 19 em tuổi. 19 tuổi. Ba mẹ em bên đó chấp nhận luôn. Lúc đầu á là mẹ em nói tội nghiệp du học sinh, mẹ em mới nói là chắc con suy nghĩ hỗ trợ Thịnh lúc đó là có thể là làm giấy tờ hay gì đó. Thì em nghĩ là em muốn, lúc đó ước mơ của em là muốn học bác sĩ, thì em nghĩ là em muốn khoảng 10 năm mới thật sự là đám cưới. Nhưng mà sau khi gia đình bố mẹ của ảnh qua gặp ba mẹ em, cái bố ông bà xui thích nhau quá, cái kêu thôi cưới luôn. Coi như là cưới luôn đó. Như vậy là được cũng mới đây đúng không? Từ năm 2014 chị, là cũng khoảng 9 năm rồi. 9 năm rồi. 9 năm rồi chị. Bé hôm nay là 28 hay 9 tuổi. Vợ em cưới là lúc 19 tuổi. Sorry, tại vì nó còn đang học. Còn đang học cái chị cứ nghĩ là như đại học của mình đây là cũng hăm mấy thôi, ai vậy nó học dược em ơi. Học dược lâu lắm. 28 nãy. Học dược là đúng là dược với bác sĩ ở bên đó học cả gần chục năm chứ hả? Dạ. 7 năm. Nhưng mà rồi học hơn nữa là còn phải. Dạ. Wow. Rồi hai em được bao nhiêu bé rồi? Dạ hai bé anh. Hai bé rồi, là vừa học vừa có bé Bi rồi, cái việc chăm sóc con lo lắng gia đình sao ta? Dạ thật sự thì em có được sự hỗ trợ từ mẹ chồng em rất là nhiều. Đứa đầu tiên là lúc đó em vẫn còn đang năm 2 đại học. Thì có một khoảng thời gian em gửi đứa đầu tiên về cho bà nội chăm. Rồi vậy là bà nội phải hy sinh xa chồng bay qua để mà nuôi cháu nội đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi. Chị hiểu tâm lý đó đúng không chị? Trời, cái tâm lý đó. Đó, đó, bà ngoại đó. Tiền ngoại thì không đủ, không có nhiêu trơn, cứ đi mừng vợ chồng son này kia nọ đó, gom tiền mua vé bay. Bay qua bển. Xong rồi đến ngày quay lại phải bay về để mà quay. Rồi gom tiền vui để bay qua bển nữa. Nhưng mà vui không? Vui mà mệt, vui mà mệt chứ. Mệt lắm luôn, buồn ngủ lắm luôn. Rồi coi như là nhiều khi á là giống như thành con bà luôn á, nó theo bà hơn là theo mình đúng không? Dạ đúng. Cháu ngoại của chị cũng vậy, nó theo chị dữ lắm. Dạ, theo chị nhiều lắm mà. Rồi những đứa sau thì sao? Đứa sau là em cũng gián đoạn học khoảng một năm hơn để sinh bé sau. Lúc đó thì là đứa sau thì là bố chồng thúc. Bố chồng thúc, bố nói là bố sợ em đi học dược thì em sẽ không muốn sinh nữa. Tại vì sau khi đi học sẽ muốn đi làm. Thì bố mới nói thôi con ráng sinh thêm một bé nữa rồi nghĩ là để đi làm lo sự nghiệp luôn. Thì lúc đó là em nghĩ cái thời điểm Covid đó chị, là em nghĩ khoảng một năm hơn sinh bé sau, rồi sau đó em mới trở lại học tiếp là vô trường dược. Quá bé này ý chí. Nhưng mà cuối cùng là ba đứa đúng không? Hai dạ. Ô vậy là ngon rồi. Con xí ngầu nó sanh con đứa, nó không chịu sanh đứa nữa em ơi. Chưa nói mấy được bé đâu, này chị. Mà quá tại vì, hơn được tại vì chị biết sao không, quá cực. Cực lắm. Thật sự là quá cực. Ông Mỹ quá cực. Cực lắm. Cực lắm anh. Cực kỳ cực. Mà đặc biệt là khi mà anh đang còn mà đi làm nữa. Đi học với đi làm nữa. Và nó là rất rất là cực. Bên đó mình có vú có này nọ rồi. Em tìm được một người chăm em bé không phải đơn giản. Em mà mướn người Mỹ á thì tiền muôn bạc vạn luôn. Nhưng mà người ta chỉ làm giờ thôi. Còn em mà tìm được một người Việt Nam để mà chăm con của mình là giống như em trúng số vậy luôn. Trúng số màn xí ngầu nhà chị á, trúng số mới ghê chứ. Đúng rồi. Kiếm được một cái chị người Việt Nam, trời ơi. Mà tuyệt vời. Ưng ý mà biết điều biết chuyện nữa, khó khăn lắm chị ha. Trời ơi, thôi chúc mừng hai đứa ha. Bây giờ là bé được mấy tuổi rồi? Bé lớn là 7 tuổi, bé nhỏ là 3 tuổi. Trời ơi. Trai gái đầy đủ hay sao em? Dạ. Wow, một trai một chúc gái. Mừng. Trời ơi, vậy là tuyệt vời. Khi mà học xong một cái là cứ lo đi làm thôi, yên tâm đi làm. Thu tiền thôi. Bắt đầu là make money thôi. Hay quá trời hay. Hai đứa này giỏi dữ ta. Thiệt luôn á. Không, nhưng mà phải nói là ba mẹ em là quá tuyệt vời luôn. Chị nói thiệt luôn á. Dạ. Vừa tâm lý vừa giỏi nữa chứ. Ba là giỏi dữ lắm đây nè. Dạ. Rất may á là em biết không, ba lại có. Em là hai anh em trai à? Nhà em là ba anh em trai chị. Ba anh em trai. Dạ. Rồi hai đứa kia đi học chưa? Dạ, anh của em là cũng đang đi làm. Còn chỉ có một đứa em út là đang đi học thôi chị. Đang học đại học bên bển. Đang học anh em đi làm là cũng ở bển luôn? Dạ, ở bển luôn anh. Mà đứa nào cũng giỏi, đứa nào cũng siêng năng giống như là em đúng không? Chị, ba làm công nhân đó. Mà ba đứa đi qua bên bển hết. Đúng không? Đứa nào cũng siêng năng giỏi giang vậy là hay quá trời luôn.
Rồi thôi. Em ba làm công nhân ở đâu mà chị anh với. Ta giỡn mà cứ chọc người ta hoài. Trời ơi. Thôi chúc mừng cặp vợ chồng tụi em. Thực sự nếu mà sống vậy chắc hai đứa không nào có điểm xấu đâu ha. Không. Em hả? Em là qua chương nhì đó. Giờ mình bắt đầu bước qua chương nhì đó cưng, dở trang sách nè. Dạ. Chương thứ hai. Chắc anh này nói trước đi chứ. Thật sự mà nói thì vợ em thì nói chung thì không có gì điểm xấu gì hết. Thật sự là rất là một người rất là tâm lý. Hỗ trợ em hết mình trong mọi chuyện, lúc mà em còn đi học hay là lúc mà em đi làm. Tại vì hồi đó lúc mà em đi học trường luật á, thì thật sự mà nói là em qua Mỹ lúc em cũng 19-20 tuổi. Thì lúc đó đó là tiếng Anh của mình không có giỏi, mà mình đi học luật sư nữa. Thì có một lúc mà em học kỳ đầu tiên ở trường luật á, có một ông thầy giáo sư á, thì ổng cũng lúc mà bài kiểm tra của em không tốt, xong rồi ổng kêu em ra nói thẳng là gì đó, ổng nghĩ á, ổng nghĩ là em nên đổi ngành đi. Ổng nghĩ là em nên đổi ngành đi, em không có phù hợp với lại làm nghề luật sư đâu. Thật sự luôn. Lúc đó mình cũng buồn, xong rồi mình về mình hỏi vợ mình nói như tại vì thật sự mà nói thì ổng nói cũng có cái đúng, tại vì học luật nó rất là khó, ngay cả mà những người bản xứ đi, tiếng Anh của người ta là người ta đã đó rồi, còn mình thì mình chỉ là mới qua thôi. Tiếng Anh của mình lúc đó thì cũng chữ được chữ không, mà cũng may mắn là mình đi học luật sư thì cũng thật sự là may mắn. Rồi thì cái ông luật sư đó về, ông nói vậy, xong rồi em cũng buồn, em hỏi vợ em, xong rồi vợ em mới nói tin tưởng em là em làm được, rồi em cố gắng. Thì mình cũng học ra được luật sư, thì cũng làm tới giờ. Thì phải công nhận là vợ em hỗ trợ em rất là nhiều mọi thứ, từ con cái. Tại vì trước giờ là em rất là khi nào mà phải đụng tay vào chăm con, thật sự mà nói luôn. Mà luật sư mà sao lạc đề kỳ vậy ta? Mà lạc đề đó. Cái chương 2 là chương kể xấu. Ủa vậy hả? Chương 2 là chương kể những điều chưa hài lòng về người bạn đời của mình, mà nói toàn những là lời tốt. Khen mà lời khen quá là có cánh, 2-3 cánh một lúc chắc luôn á. Vợ em thật sự mà nói thì chắc chắn em là luật sư, chắc chắn em là người thông minh, là em phải biết chọn vợ rồi. Cái người đó là ngay từ đầu là em đã có những cái câu hỏi, có những câu thử thách mà về học hành để em biết được là cái người đó có phải là người mà mình tìm kiếm hay không. Là ngon rồi, là chị biết vợ em rất là ok rồi đó. Và những điểm tốt thì mình sẽ giữ đó, mình bảo lưu. Còn bây giờ những điều gì mà em chưa hài lòng lắm nè? Thật sự mà nói thì có nhõng nhẽo hay không nè, có ghen hay không nè? Không, nói chung là vợ em không ghen, không nhõng nhẽo, nói chung không gì hết. Có trẻ con không? Cũng đôi lúc thì cũng có, nhưng mà cũng không thường xuyên lắm. Tại vì vợ em nó là một người rất là tinh tế. Nếu mà nói về điểm mà em không thích thì nói chung thì hy vọng là vợ em biết chiều chồng nhiều hơn thôi. Là chưa chiều chồng đúng không? Chưa biết chiều chồng đúng không? Ví dụ những cái gì mà theo em thì đó mới là chiều. Em mong muốn như thế nào mà như em mới gọi là chiều? Dạ, câu hỏi này hơi khó ha. Ủa, thì đúng không? Phải trả lời thì mình mới biết được là giờ anh muốn cái gì đúng không cưng? Dạ. Chắc chắn những cái mà chưa chiều em thì em cũng sẽ buồn, sẽ nhớ chứ đúng không? Thì bây giờ em kể đây, thí dụ đó là những chuyện gì trong quá trình hai vợ chồng sống với nhau? Làm sao mà đoán ý nhau được? Bây giờ mình muốn gì mình phải nói Honey ơi, anh muốn về nè, em cố gắng chiều anh nghe. Ví dụ vậy. Hay là muốn có con thứ ba, thứ tư, thứ năm? Không có anh. Cứ đem mình ra nói hoài, cứ đem mình ra gán ghét người ta hoài. Em bậy quá. Ví dụ hả? Chiều chồng thì nói chung là chỉ là, thì đôi lúc là cái chương trình dược á, nó hơi căng thẳng đó, căng thẳng mà em cũng bận quá. Thì đôi lúc thì vợ em thì cũng, ví dụ lúc trước thì lúc nào cũng pha cà phê, buổi sáng là pha cà phê, buổi trưa thì đóng gói đồ ăn, buổi chiều thì nấu cơm, pha trà, sáng là cà phê. Thì nhiều lúc vợ em bận quá thì cũng nói chung thì quên đi. Ví dụ buổi sáng cà phê thì mình cũng, nhưng mà em cũng hiểu, không phải là em chê trách gì, giống như từ đầu mình nói là em không có chê trách gì vợ em hết, nhưng mà chỉ là đôi lúc thì bà em bận quá thì em cũng hiểu. Thì chỉ mong nhưng mà là em vẫn về con tim cũng như là về thể chất, mình luôn luôn mong mỏi được cái người phụ nữ mình yêu á lo cho mình đúng không? Chứ thực ra mình lái xe mình ra mua cà phê uống mấy hồi đúng không? Nhưng mà cái ly cà phê vợ pha trời nó đã lắm luôn đúng không? Đúng rồi chị. Đó, tâm lý của bất kỳ người đàn ông nào đúng không? Chỉ em? Vậy thôi. Dạ. Thật sự là chị em chỉ có duy nhất một điều đó hay thôi đúng không? Chỉ vậy thôi. Tại vì á thực ra chị đi qua chị làm bà ngoại bển á, chị hiểu. Mệt lắm em. Ở bển á. Dạ. Cái gì mình phải tự làm hết á. Mà bây giờ cái quỹ thời gian nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Em ở Việt Nam, em ở Mỹ, ở bất kỳ đâu nó cũng chỉ có 8 tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Thành ra là nhiều khi mình rất mong làm tất cả những điều tốt nhất cho chồng mình, cho con mình, nhưng mà đôi khi mình làm không nổi. Tức là lực bất tòng tâm đó, cái đó chị nói thiệt luôn.
giống như ông xã chị cũng vậy, cái ly cà phê mà chị pha ông uống phải nói là không còn một giọt, kiểu gì ông cũng uống, gần hết mà ông thấy uổng ông còn đổ thêm nước vô để ông uống nữa, ông thích như vậy đó. Chị hiểu được tất cả những điều đó, em cũng hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình quá đuối mình làm không nổi thật sự. Dạ. Đuối về thể chất á, dạ, chịu không nổi. Thì theo chị bây giờ để điều tiết á, dạ, thì như vậy đi. Dạ. Một tuần á, em cho cái ngày thứ bảy chủ nhật, sáng thứ bảy sáng chủ nhật em pha giùm cho 2 ly cà phê. Sáng thứ bảy một ly, sáng chủ nhật một ly cà phê phin đó cưng. Dạ. Đó. Rồi á, ráng cho chồng ly cà phê với kèm với một cái gì đó để ăn sáng, ví dụ vậy. Dạ. Đó, đó để cho chồng sung sướng. Thì dạ, thôi nhưng mà chồng cũng phải chấp nhận là tuần buổi hai buổi thôi, cái ngày nghỉ thôi, chứ mỗi ngày là chịu không có nổi đâu. Dạ. Không, bạn cũng hiểu được cái đó. Dạ, dạ. Em nhưng mà cảm giác vẫn thèm, nhưng mà vẫn ước ao. Dạ, đúng thì rồi. Bởi vậy cho nên mình hiểu cái điều đó, chứ mình cố gắng mình cho chồng mình hai điều ước ao trong tuần đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng ngược lại là vợ cũng ước ao kiểu đó đó. Dạ. Còn em thì sao? Em ước ao gì em nói luôn đi, em chưa hài lòng gì em nói luôn đi. Em ngại quá tại vì em có một bụng. Tật xấu của em chắc là cả giống như là chị biết tấu chương không? Ừ, cứ nói vậy em. Em có một bụng. Nó như một thớ vậy. Cơ hội. Chà, đây là cơ hội để em bộc phát hết, em nói hết đi em. Em nói giỡn chứ thật sự mà nói là ảnh chỉ có hai cái điểm mà em thấy là em muốn ảnh khắc phục nhiều nhất. Thứ nhất là gia trưởng. Thứ hai là ghen. Ghen. Ừ. Ví dụ cái vụ ghen coi. Ở bên Mỹ cũng khó có cơ hội ghen lắm ạ. À. Tại vì nhà ai nấy ở em ơi. Thì cũng giao lưu hàng xóm nữa, thành ra ghen là ghen làm sao mà nó lãng xẹt lắm chị. Giống như thí dụ như cái người idol đi, tài tử hay là diễn viên hay là ca sĩ gì đi mà nam, cái em kiểu thấy ngưỡng mộ hay thích thấy người đó giỏi hay cái gì đó ha, là anh kiểu anh cũng thấy bình thường thôi, mà anh còn hơn vậy nữa mà em làm quá. Ví dụ như em gặp idol thì cái phản ứng của em sao? Ví dụ như em coi phim em thấy idol của em. Lúc trước thì em cũng giống như em, tại vì em là một người rất là thể hiện chị, em biểu cảm mọi thứ. Thì lúc trước thì em kiểu như ôi trời ơi, ngầu quá, nhìn ngầu quá, hay là ô người đó hát hay quá hay cái gì đó. Ảnh thì bắt đầu thay đổi rồi anh. Em bớt lại đi, anh thấy bình thường mà em làm quá. Anh giỏi hơn vậy mà. Kiểu vậy. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ trước dạ, đây là vậy, bây giờ em tém rồi. Anh nghĩ cái đó không phải là ghen đâu, chỉ là kiểu giỡn giỡn vậy thôi đúng không? Chứ không phải là ghen một cách gì quá đáng hết. Tại vì em là ngôi sao em đâu có hiểu được. Em đâu có hiểu được cái tâm lý của cái người đàn ông. Mà không phải là ngôi sao. Em nói nè, tại vì người ta là một ngôi sao bên ngành gọi là về luật pháp đi, một cái ngành mà không liên quan đến nghệ thuật đi đúng không? Thì là người ta giỏi trong lĩnh vực đó là khi nào người ta làm việc với thân chủ xong, người ta nói ồ, cái ông luật sư đó giỏi quá, trẻ tuổi mà giỏi quá. Thì chỉ có một hai người hoặc đại gia đình của thân chủ đó biết thôi. Còn bây giờ một ngôi sao như thế thì bao nhiêu người biết đúng không? Đúng không? Dạ. Trong khi đó người ta giỏi cũng đâu có, tức là người ta cũng là một ngôi sao trong một lĩnh vực, mà tại sao vợ mỗi lần gặp chồng không, ôi chồng ơi chồng giỏi quá, chồng này kia nọ, mà chỉ có khen người khác, tự ái chứ đúng không em? Giống vậy đó chị. Đúng không? Phải tự ái đó, cái tâm lý là như vậy. Em lại khác nha. Giống bé Hân nhà bà xã em á, cũng y chang như bạn này nè, cũng nhiều lúc cũng mê những nghệ sĩ nổi tiếng bên Hàn Quốc ha, ở Việt Nam mình cũng vậy. Nhiều lúc coi phim coi một chương trình đó cũng oa cũng này nọ. Em cũng phản ứng y chang vậy đó. Có gì đâu, tôi đẹp trai hơn mà. Đó. Rồi em nói đó dám. Mà em là giỡn còn bạn này là thiệt. Đúng bạn rồi. Này là tổn thương thiệt á. Bạn này là thiệt. Vậy hả? Không, nhưng mà cái tâm lý đó là đúng. Thực ra là như vậy, chị nói nghe nè. Ai cũng có idol hết trơn á, đúng không? Ai đúng. Cũng có idol hết trơn á. Nhưng mà có những cái mà mình phải giả ngộ chút xíu. Ý như ở một mình đi dạ. Thì mình cứ mình tha hồ, em muốn biểu cảm sao em biểu cảm. Nhưng khi có mặt chồng mình mà cái idol đó là đàn ông thì mình phải tém lại. Cái đó chắc chắn là phải tém lại dạ. Đúng không? Bởi vì người ta là một cái gì đó xa xôi lắm. Xa xôi dịu dợi. Cái người mà cận kề bên mình là chồng mình dạ. Đi suốt đời với mình. Đúng không? Người đó vẫn là nhất. Thì mình đừng có để cho người ta tự hiểu. Mình phải làm cho người ta hiểu được rằng đối với mình á, anh là nhất. Yeah. Idol là thứ nhì thôi, ví dụ vậy đúng không? Yeah. Đó là tổn thương từ ái thôi. Yeah. Đó. Yeah. Rồi qua cái gia trưởng nè, cái này căng nè. Này căng à. Ví dụ đi. Này chắc phải bỏ rồi nha, chồng á phải sửa cái gia trưởng đi. Ví dụ giống như là ảnh thích ảnh hay nói là ồ anh chỉ thích là người vợ của anh là chỉ dành hết thời gian cho anh thôi. Giống như là anh không có muốn mà phải chia sẻ em với ai hết, em đi với bạn rồi không có anh. Rồi anh phải ngồi ở nhà anh chờ hay cái gì đó, anh chỉ muốn là em dành hết thời gian cho anh. Đó là rồi ví dụ như em không làm thì ảnh như thế nào? Ảnh giận chị. Giận hả? Giận giận sao?
giận là kiểu giống như là ồ sẽ cãi nhau hôm đó, hay là anh sẽ kêu là ồ em không có được đi như vậy. Thí dụ như em, thí dụ như bạn em muốn hẹn em đi ăn sinh nhật hay là ăn đi ăn đại khái đi, thì anh sẽ thích em là giống như ồ hôm nay anh có thể chở em đi tới đó, em gặp bạn em vậy vậy, thà là hỏi anh chở anh sẽ ngồi với em, còn hơn là em đi một mình em. Hay là trong cái gia trưởng đó nó có cái sự ghen ở trọng luôn á. Thì đó, hai cái đó. Chị nói em nãy bạn nói có hai cái chứ mấy. Gia trưởng mới ghen. Lúc nãy em tưởng đâu cái ghen kia là em anh sai thì anh xin lỗi em. Dạ. Bây giờ anh đã thấy được cái ghen của em rồi. Bây giờ cái luồng điện á mà nó chuyển qua chị cảm nhận là ghen thiệt. Em thì em nghĩ ghen với những idol kia là mình giỡn thôi. Em giỡn. Dạ. Chứ còn bạn này là thiệt. Dạ. Đó. Rồi đó, giờ sao ta? Giờ em mong muốn làm sao ta? Thì thật sự mà nói là ảnh chỉ thời gian đầu thì em mới cảm thấy vậy thôi, nhưng mà thật sự hiện tại thì em thấy là ảnh đã khắc phục rất là nhiều. Bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ chắc cũng 70-80% rồi. Vậy hả? Dạ. Ồ, vậy là hay quá. 70-80% là quá hay luôn đúng không? Dạ, dạ. Không, tại vì hồi đó là mình còn nít, giờ mình cũng 31 rồi thì nó cũng suy nghĩ nó cũng hơi khác tí. Mình cũng bắt đầu suy nghĩ rồi, mình bắt đầu đi gặp người này người kia nhiều, bắt đầu đi làm ăn rồi gặp người này người kia, thì cái suy nghĩ của mình cũng thay đổi một tí về mọi thứ, về cách nhìn, về quan điểm, thì nó cũng điều theo tốt. Anh Tuyên á thì cái ghen thì nó cũng tốt thôi, tại vì có yêu thì nó mới có ghen để giữ cho mình, còn nếu mà không yêu thôi, muốn đi đâu muốn làm gì làm mặc kệ rồi đó. Thật sự là như vậy cũng tốt, nhưng mà mình tiết chế lại. Bây giờ em thấy không, cô gái này đã hy sinh hết cả tuổi thanh xuân, 18-19 tuổi đó bắt đầu yêu và bắt đầu cưới lấy em rồi vừa đi học vừa sanh cho em hai bé nữa. Cô bé này quá tuyệt vời, đó là của em luôn rồi. Thì bây giờ mình nên tiết chế lại cái đó tí xíu. Tại vì nhiều lúc anh ghen quá thì anh cảm nhận là bé sẽ bị tổn thương. Dạ. Chắc chắn sẽ bị tổn thương rất nhiều. Thực ra bạn á, bạn còn có một cái là sở hữu á. Sở hữu nó là thuộc tính của đàn ông rồi em ơi. Dạ. Cái chuyện ai, ông nào cũng vậy hết trơn á, nó là thuộc tính rồi. Dạ. Đó, và cái gọi là cái giới hạn để mà cho bạn đó hiểu ra được là mình không nên sở hữu. Dạ. Một con người á, cái giới hạn là tới 34 lần, 34 tuổi, tức là bạn này còn tới 3 năm nữa để mà phát tiết cái tật sở hữu đó ra. Hiểu không? Nhưng mà theo chị thì tại vì đó là dành, 34 là dành cho những người mà họ chưa có con thôi, còn bây giờ mình có con rồi. Dạ. Thì mình sẽ phải lớn trước tuổi 3 năm. Dạ. Sau đây á, em biết không, nhất là em ở bên kia nữa thì cái việc mà em sở hữu về thời gian của vợ em á khó lắm. Bây giờ đang đi làm, đang đi học thì maybe em có thể làm được điều đó, nhưng sau này cổ đi làm rồi sao mà em sở hữu được. Thì em có dự định là sau này vợ đi làm, rồi mà không có thời gian cho em thì em sẽ kêu vợ em nghỉ làm. Có suy nghĩ đó luôn hả? Em sao ước mơ của cổ là em được làm sao cái mà đó em làm chứ. Em yên tâm, tại vì vậy nè, thực sự mà nói hai người sẽ bắt buộc phải có những cái suy nghĩ là mình phải gọi là canh chừng nhau theo một cách tế nhị nhất có thể. Bởi vì sao, nếu như em mở công ty ở Việt Nam chắc chắn là cái thời gian mà em dành cho gia đình á nó sẽ còn không được gọi là trọn vẹn như là trước khi em mở công ty, chắc chắn là như vậy rồi. Cho dù chấp là có ba ở nhà hỗ trợ em đi chăng nữa thì nếu nó là công ty của em thì bắt buộc em phải dành thời gian cho công ty, nó gọi là đứa con tinh thần không thể thiếu được rồi, đúng không? Thì như vậy có nghĩa là bản thân em sẽ phải làm ngược lại cái việc là ồ em sẽ phải hơi ghen chút xíu đây, trời ơi ổng về nhiều quá vậy rồi sao đây, đúng không? Yeah. Chắc chắn là như vậy. Yeah. Đó, cho nên rằng là hai đứa cố gắng sao cân đong đo đếm. Yeah. Về cảm xúc, cân đong đo đếm về thời gian, cân đong đo đếm về cái cách để mà mình giữ nhau á. Dạ. Đó, yeah. Để mà mình sẽ tức là mình sống hai nơi á, hai cái văn hóa khác nhau. Yeah. Hai cái môi trường khác nhau, mình còn phải cân đong đo đếm thêm về vùng miền xứ sở nữa. Dạ, đúng rồi. Đó, cho nên mà có vẻ là ảnh cũng đã khắc phục rất là nhiều, tại vì lúc trước là giống như em cảm nhận là ảnh yêu giống như theo kiểu trẻ con á, là muốn giấu cái vật đó cho mình thôi, nhưng mà bây giờ ảnh lại muốn cho em là cảm thấy hạnh phúc, em muốn làm những gì, em ước mơ những gì em có thể thực hiện được, thì ảnh thật sự mà nói là ảnh hỗ trợ em trong việc học rất là nhiều. Rất là nhiều. Sau này ở bên Mỹ mà em có một cô vợ mà giỏi giang ở ngoài xã hội á, là cái cảm xúc của em sẽ khác với một cái bà vợ mà chỉ ở nhà nội trợ cho em thôi, đúng không? Dạ. Trời ơi, bạn bè em giao tiếp mà đó nó ủa vợ vô làm gì vậy, nói bà nhà bà nấu nướng bà coi con, cái tự nhiên mọi thứ cái level nó xuống liền. Nó nói vợ tôi dược sĩ là khác liền, hạnh diện liền, bắt buộc mình phải sống ở đâu mình phải quen đó thôi. Dạ, em sẽ cố gắng. Rồi. Cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Dạ rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nè, thành đạt nè.
Lúc nào cũng nắm tay nhau thật chặt nha, siết tay nhau thật lâu. Dễ thương quá. Dễ thương quá, hai em rất dễ thương.